các bạn đang nghe podcast báo phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh được phát trên phunuonline.com.vn, Spotify, Apple Podcast và Google Podcast. Cứu nhiều bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp nhờ mắt thần. Chỉ mới đưa mắt thần vào sử dụng trong thời gian ngắn, các bác sĩ bệnh viện 30 tháng 4 thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng cứu sống nhiều bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp. Đang trò chuyện với con cháu, ông PHA, 64 tuổi, ở quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, bỗng thấy mệt mỏi, tức ngực nên báo người nhà đưa đi bệnh viện. Lúc quay về phòng để lấy thẻ bảo hiểm y tế, ông đau ngực dữ dội rồi ngất xỉu. Ông được đưa đến bệnh viện 30 tháng 4 cấp cứu trong tình trạng mạch, huyết áp gần như không đo được, các chỉ số sinh hiệu sống thấp. Trước đó, ông có bệnh huyết áp cao, tiểu đường. Các bác sĩ nhận định bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp, dùng thuốc vận mạch, hồi sức liên tục. Ekip cấp cứu đã chụp xóa nền đa chiều mạch máu bằng hệ thống máy DSA vừa được bệnh viện trang bị. Kết quả cho thấy bệnh nhân bị hẹp từ 70-80% cả hai nhánh động mạch vành bên trái, tắc hoàn toàn đoạn gần động mạch vành phải, vị trí tắc được xác định chính xác. Các bác sĩ đã lập tức phẫu thuật, đặt stent tái thông động mạch vành trái, khôi phục động mạch vành phải. Thời gian tiếp nhận, chụp chiếu, phẫu thuật chỉ trong vòng 1 giờ, giúp bệnh nhân vượt qua cửa tử. Ngay hôm sau, bệnh nhân được ngưng thuốc vận mạch, khỏe mạnh hoàn toàn và chưa phát hiện di chứng. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Quốc Khoa, phó trưởng khoa phụ trách khoa nội tim mạch, bệnh viện 30 tháng 4 cho biết, kết quả điều trị cho bệnh nhân ngoài mong đợi là nhờ hệ thống máy DSA có nhiều tính năng vượt trội như một mắt thần trong chẩn đoán hình ảnh khi hạn chế tối đa thuốc cản quang, chụp đa chiều, giảm số lần chụp, đánh giá được nhiều vị trí tắc nghẽn, nguy cơ một cách chính xác. Bác sĩ thực hiện thủ thuật tự tin hơn, thao tác nhanh, sớm tái thông mạch máu, hạn chế tối đa biến chứng trong khi phẫu thuật, cũng như các di chứng sau khi lành bệnh. Chưa kể, trước đây bác sĩ vẫn còn gặp nhiều trở ngại bởi không thể theo dõi sự vận hành của chiếc stent trong cơ thể bệnh nhân. Giờ thì ekip đã tự tin khi máy DSA mới cho phép quan sát, đánh giá độ giãn nở và cách thức stent vận hành, kịp thời lên phương án điều trị tốt nhất cho người bệnh. Sở dĩ hệ thống máy DSA thế hệ mới này được gọi là mắt thần bởi máy có nhiều tính năng nổi bật, hỗ trợ tối đa trong việc can thiệp tim mạch, can thiệp bệnh tim cấu trúc. Đặc biệt, thay van tim qua ống thông mà không cần phải phẫu thuật tim hở hay can thiệp mạch máu não, can thiệp mạch máu ngoại biên. Trong tầm soát bệnh, thì mắt thần cũng đã nhiều lần hỗ trợ bác sĩ tìm ra các mạch máu suy yếu, động mạch vành đang bị hẹp và can thiệp ngay. Như trường hợp của bệnh nhân DVH ở quận 10 thành phố Hồ Chí Minh, đến bệnh viện khám sức khỏe định kỳ và được phát hiện bị hẹp hai nhánh động mạch vành, độ hẹp lớn, phải xử lý đặt stent càng sớm càng tốt. Bệnh nhân chia sẻ, dù lúc đó cảm thấy cơ thể khỏe mạnh, chưa gặp khó thở, mệt mỏi, nhưng nhìn kết quả chụp chẩn đoán hình ảnh, hai mạch vành của bệnh nhân hẹp rất rõ ràng. Bệnh nhân cảm thấy may mắn khi được phát hiện và điều trị sớm, không phải đối mặt với tình huống nguy kịch. Lâu nay, trước khi phẫu thuật, bệnh nhân phải chụp chiếu hai lần, giờ thì nhờ mắt thần có thể ghi hình mạch máu ở hai góc chiếu khác nhau trong cùng một lần chụp, nên giúp hạn chế tổng số lần chụp mạch, giảm đáng kể tổng lượng thuốc cản quang, tăng thời gian cấp cứu. Mắt thần còn có thể tự điều chỉnh liều lượng tia X, tức phóng xạ, phù hợp theo thể trạng người bệnh, góc chiếu mà vẫn cho hình ảnh rõ nét. Dù mới triển khai sử dụng hệ thống DSA, nhưng khoa nội tim mạch bệnh viện 30 tháng 4 đã can thiệp thành công hơn 10 ca, trong đó có từ 3 đến 4 ca cấp cứu. Hệ thống máy này có khả năng mỗi tuần thực hiện từ 10 đến 20 ca can thiệp tim mạch, bác sĩ Nguyễn Quốc Khoa cho biết thêm.